Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vào ngày 13 tháng 6 năm 1917, đúng giờ trưa, ba em lại tới nơi hẹn. Theo sau có khoảng vài chục nghìn người. Vài chục người tò mò đến xem sự thể thế ra sao. Mọi người lần chuỗi đọc kinh. Đức Mẹ lại hiện ra với ba em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh mân côi, cầu nguyện, dâng kính trái tim vô nhiễm Maria. Đồng thời báo trước cái chết của hai anh em, Francisco và Jacinta Mato. Ta sẽ sớm đưa Francisco và Jacinta về trời, còn con sẽ ở lại thế gian một thời gian. Chúa Giêsu muốn dùng con để loan truyền cho mọi người biết ta và yêu mến ta. Đức Mẹ cũng yêu cầu Lucia học chữ để dễ loan báo lời Đức Mẹ cho các người khác. Những người đi theo không nhìn thấy và nghe thấy gì, họ chỉ nhìn thấy cành cây nhỏ,
mà Đức Mẹ đứng chịu xuống bởi sức nặng, rồi đột nhiên bật lên khi Đức Mẹ biến đi. Trong lần thứ hai hiện ra này, Đức Mẹ mời gọi Lucia tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng và làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa cũng như nhận ra sự hiện diện của Mẹ. Trong tâm tình thánh lễ này, chúng ta cũng đến với Đức Mẹ trong tâm tình cậy trông. Chúng ta xin Mẹ cũng ban cho mỗi người chúng ta cũng biết học nơi Mẹ những tâm tình Mẹ đã sống trước lời mời gọi của Thiên Chúa trong việc thông công, trong công trình cứu độ mà Thiên Chúa mời gọi Mẹ. Chúng ta cũng xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta cũng biết năng suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, để qua đó đem lại cho chúng ta niềm vui, sự bình an trên hành trình theo Chúa và trở nên chứng tá của Chúa cho anh chị em. Ý lễ hôm nay xin như ý và cầu nguyện cho các linh hồn. Xin cho con xây nhà được bình an. Cầu cho linh hồn Francisco và Đa Minh, linh hồn Vinh Sơn, và xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn Gioan và linh hồn Gioan Bautista và Anton. Xin tạ ơn Chúa và cầu cho các linh hồn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho cha cố Giuse và quý cha tiền nhiệm được mọi sự bình an. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đón nhận, giờ đây mỗi người chúng ta hãy thành tâm ăn năn thống hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được hồn an xác mạnh, và nhờ lời chuyên cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiền, xin giải thoát chúng con khỏi cánh sầu thương trên đường đời và cho chúng con hướng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người. Vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội, vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ân huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa. Vì người mặc cho tôi
đã xót thương tôi. Thân phận nữ tỳ này khiến từ nay muôn đời khen rằng tôi diễm phúc. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa. Trên đời tôi chen chúa, tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa. Phận người khiêm tốn, tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa. Vâng, nhờ người tôi ơn ở biết bao, vì người mang cho tôi hồng ân cứu độ. Áo choàng là choàng công chính, lại quá Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isave chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà.
Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để dâng thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Và trong tâm tình thánh lễ này, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Luca nói về biến cố truyền tin. Trong biến cố truyền tin, chúng ta thấy Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác với Ngài trong công việc cứu chuộc. Và người được chọn là Đức Trinh Nữ Maria, một người thiếu nữ vùng nông thôn, nơi thôn quê nghèo hèn, được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn. Vì Ngài đã nhìn thấy nơi con người của Trinh Nữ Maria một tấm lòng rộng mở, tinh khiết dành cho Thiên Chúa. Cho nên vì thế chúng ta thấy Sứ thần Gabriel đã đến, và khi gặp Đức Maria, Sứ thần đã nói: "Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà, bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ." Khi nghe lời Sứ thần loan báo như vậy, Trinh Nữ Maria cảm thấy bối rối, nghĩ ngợi về lời chào mà Sứ thần đã nói với mình. Bởi vì chắc hẳn Trinh Nữ Maria lúc ấy chỉ là một thiếu nữ thôn quê, vùng nghèo hèn, cho nên chẳng bao giờ nghĩ tới việc Sứ thần hiện ra với mình để loan tin cho mình biết mình được Thiên Chúa chọn để làm mẹ Đấng Cứu Thế. Với một lời chào tuyệt vời, đầy ơn phúc mà mẹ đã được đón nhận. Cho nên vì thế dù bối rối, nhưng Đức Mẹ cũng không có lo âu lắm. Thấy như vậy, chúng ta thấy Thiên Thần lại nói với Maria: "Đừng sợ, vì tất cả những gì mà Đức Mẹ đón nhận đều nằm trong thánh ý của Chúa." Và vì thế Sứ Thần cũng đã nói đến Đức Mẹ được mời gọi để cứu mang Đấng Cứu Thế. "Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu Đa-vít tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận." Sứ thần nói đến Chúa Giê-xu và sứ mạng của Ngài khi Ngài đến trần gian, và Ngài Đức Maria được mời gọi để cứu mang con Thiên Chúa. Tuy nhiên chúng ta thấy đứng trước một tin trọng đại như thế, Đức Mẹ cũng đã thưa với Thiên Thần về việc đó là xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Và Sứ Thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đứng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa." Chúng ta thấy trong cuộc đối thoại này, Thiên Chúa đã yêu thương mời gọi Đức Mẹ để cộng tác vào công trình cứu chuộc nhân loại. Nhưng đồng thời chúng ta lại thấy Thiên Chúa vẫn tôn trọng sự tự do của con người, tôn trọng quyết định của Đức Mẹ. Và đứng trước sự tôn trọng ấy, chúng ta thấy Thiên Chúa cũng đã giải thích qua Sứ thần Gabriel về công việc Đức Mẹ sẽ được chọn để làm mẹ Đấng Cứu Thế. Và chúng ta thấy kết quả cuối cùng, Đức Mẹ đã thưa tiếng xin vâng trong một sự tự do trọn vẹn: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền, và Thiên Thần cáo biệt bà." Vì thế chúng ta thấy biến cố truyền tin gợi mở lên cho mỗi người chúng ta tâm tình thứ nhất, đó là Thiên Chúa ngỏ lời với con người, nhưng Ngài vẫn tôn trọng tự do của con người. Thiên Chúa không ép con người, nhưng luôn luôn mời gọi con người cộng tác với Ngài. Và điều quan trọng là con người có muốn hay không, đó là tự do để quyết định. Cho nên vì thế trong cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta, chắc hẳn chúng ta cũng được lắng nghe lời Chúa. Bởi vì lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta sống những điều tốt lành trong cuộc đời, và những chọn lựa để cho mình mỗi ngày được biến đổi trong tình yêu của Chúa, và giúp mình mỗi ngày được nên thánh thiện, được nên hoàn hảo, nên tốt đẹp hơn. Nhưng điều quan trọng là đứng trước lời Chúa, chúng ta vẫn có tự do. Bởi vì Ngài vẫn để cho chúng ta tự do đáp trả, có thể là từ chối hay đón nhận. Đó là quyết định của mỗi người chúng ta. Cho nên vì thế, đứng trước lời Chúa mời gọi, chúng ta cũng cần xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình, để qua đó mình thuận theo thánh ý của Chúa. Mà khi thuận theo thánh ý của Chúa là chúng ta phải từ bỏ mình để bước theo tiếng Chúa mời gọi và thực
hiện những điều Chúa muốn. Đây chính là sự chọn lựa mà Đức Mẹ đã chọn lựa trong cuộc đời của mình, đó là bước theo tiếng Chúa kêu mời qua lời thưa xin vâng. Và lời xin vâng ấy không chỉ dừng ở trên môi miệng, nhưng xuất phát từ trong trái tim và trải dài trong suốt cuộc đời của mẹ. Tất cả những gì Thiên Chúa muốn trong cuộc đời của mẹ, mẹ luôn thực hiện một cách trọn vẹn. Vì vậy, chúng ta cũng xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta luôn có những quyết định sáng suốt như Đức Mẹ vậy, để làm sao mỗi ngày đứng trước những lời mời gọi của Chúa trong đời sống đức tin qua lời mời gọi của Ngài, để chúng ta quyết định theo những điều Chúa muốn, hầu đem lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn, và mỗi ngày chúng ta được nâng đỡ và được biến đổi trên hành trình theo Chúa, được trọn vẹn hơn như lòng Chúa mong ước. Xin mẹ Maria đồng hành với tất cả mỗi người chúng ta và giúp cho mỗi người chúng ta cũng biết tập như mẹ, biết sống mở rộng lòng, mở rộng trái tim của mình để dành cho Chúa. Ngõ hầu qua đó mỗi ngày sống là chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa, giúp cho mình mỗi ngày được biến đổi trong tình yêu của Ngài và được nên hoàn hảo hơn trên con đường tiến về quê trời, để làm sao khi kết thúc cuộc đời tại thế hôm nay, chúng ta cùng được bước vào trong vinh quang phục sinh với Chúa để hưởng niềm vui hạnh phúc muôn đời. Amen. Anh chị em ơi, cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ấy cho chúng. Lạy Chúa, con một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi người Giáng sinh, Đức Đồng Trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thanh hiền. Nay ước gì con một Chúa cùng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa. Thật là trinh đang phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lương từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa. Nhờ người, Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lấy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nham. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa,
hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Loan truyền Chúa chịu chết và tuyết xưng Chúa sống lại. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, trong tâm tình thánh lễ hôm nay, chúng con cầu nguyện cho mọi người trong sứ đạo chúng con. Xin cho tất cả mỗi người chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ Maria, biết sống một cuộc đời vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự, để qua đó đem lại cho chúng con niềm vui và sự bình an trên hành trình theo Chúa. Đồng thời qua đó chúng con cũng trở nên những khí cụ để loan báo tình yêu của Chúa đến cho tất cả mọi người. Lạy Chúa, trong tâm tình thánh lễ này, chúng con cũng dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người xin lễ hôm nay. Xin Chúa thương đón nhận chúc lành và thánh hóa để cho những ý nguyện đó được thành toàn trong tình yêu của Chúa, đem lại lợi ích thiêng liêng cho những người xin lễ cũng như cho các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn,
đăng ký chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đời xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đặng Chúa ngự vào nhà con. Đời con trở nên
rộng tình yêu Chúa có ai hiểu chăng, tình ngất cao dâng trèo lớp sóng từ núi non rêu về trùng dương, tình ngài sáng trong từ ánh trăng đêm thu dịu êm tỏa sáng xuyên nghẹn muôn cõi lòng biến đổi đời con. Con cung kính thờ lạy Chúa, lạy Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, con với con mãi mãi trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa, hiền hậu và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng Chúa đang ở trong con, và con bổn phận đem Chúa đến mọi nơi, ở nhà và ở trường, trong khu xóm và ngoài đường phố, để tất cả những người bạn của con nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy để đáp lại tình Chúa yêu con. Có Chúa, con không sợ hy sinh. Có Chúa, con đủ sức tránh xa tội lỗi và sống trung thành với Chúa suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria và đã được ăn bánh bơi trời. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trời xin